Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức Showbiz nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Khánh Vân trổ tài cắt tóc tại nhà cho bố, bất ngờ với tay nghề không phải dạng vừa. Trở về từ cuộc thi Miss Universe 2020 với thành tích top 21 chung cuộc, Hoa hậu Khánh Vân ghi điểm trong mắt khán giả khi liên tiếp thực hiện nhiều hoạt động từ thiện, ủng hộ những cá nhân, gia đình gặp khó khăn trước sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Song song với công việc, Khánh Vân cũng dành thời gian cho gia đình, vì theo cô những lúc mệt mỏi nhất chắc có lẽ gia đình là điểm tựa để cô vượt qua tất cả. Nếu như mẹ luôn âm thầm đứng sau hậu trường để động viên an ủi cho những dự án của Khánh Vân, thì bố lại đóng vai trò như một người bạn, người thầy dẫn dắt con gái nhỏ đi đến thành công như ngày hôm nay. Trên trang cá nhân của mình, người đẹp sinh năm 1995 vừa khoe khoảnh khắc tình cảm giữa cô và bố. Cụ thể vì lý do giãn cách xã hội, cô đã chính thức ra tay cắt tóc cho bố của mình, nhìn những đường cắt cùng cây kéo nhỏ xinh khiến fan vô cùng thích thú. Đây không phải là lần đầu tiên hai bố con song kiếm hợp bích để cho ra những tác phẩm để đời. Trước đó cũng trổ tài vẽ tranh để gây quỹ tri ân, ủng hộ các chiến sĩ áo trắng ngày đêm làm công tác chống dịch. Tôi may mắn thừa hưởng sự ấm áp từ bố và sự quyết đoán mạnh mẽ của mẹ để ngày hôm nay có được một Khánh Vân có trái tim yêu thương và ấm áp. Có lẽ thông qua những hành động dù là nhỏ nhất tại gia đình cũng khiến khán giả thấy được những lời chia sẻ của Khánh Vân tại đêm chung kết Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2019 là hoàn toàn đúng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.